Rồi, xin chào anh em, nó quay trở lại với Tinh Tế và mình là Gia Huy. Thì ở trên bàn mình đây đang có một cái chiếc laptop gaming Acer Nitro 5 phiên bản 2021. Trong video ngày nay mình muốn chia sẻ lại trải nghiệm chơi game tổng thể của mình. Thì mời anh em cùng mình theo dõi trong video này nhé. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây nó chạy CPU Intel i7 1180H thế hệ thứ 11 Tiger Lake H45 mới nhất, và đi kèm với nó là card đồ họa RTX 3050 Ti. Với con core i7 1180H này thì chúng ta có đến 8 x 16 luồng. Thì bây giờ Intel nó đã ngang bằng phiên bản AMD với cái số nhân số luồng nó được tăng lên gấp đôi. Sản xuất trên tiến trình là 10 nanomet thì nó sẽ cho cái hiệu năng nó cải thiện rõ rệt so với thứ 10. Chúng ta có thể đa nhiệm được nhiều hơn, làm được nhiều tác vụ hơn. Và cái mức nhiệt tỏa ra từ cái thế hệ thứ 11 nó cũng sẽ được cải thiện so với thế hệ thứ 10. Rồi còn về RTX 3050 Ti thì nó là một cái con GPU có thể nói là nó cân bằng giữa cái giá thành và cái hiệu năng. Combo cấu hình này sẽ là một cái combo cấu hình quốc dân cho những chiếc laptop gaming phổ thông trong năm nay. Bởi vì sao? Trước đây trong cái tầm giá khoảng từ 25 tới 30 triệu đổ lại á, để chúng ta tìm được một cái chiếc laptop gaming phổ thông chạy CPU Intel thì chúng ta chỉ có tối đa là 6 nhân mà thôi, để trang bị cho nó một cái con RTX 3060 hoặc là 3070 thì thực sự là rất là khó. Nhưng mà 3050 Ti nó vừa đem lại một cái mức hiệu năng vừa đủ để chúng ta có thể chơi được những cái tựa game hot nhất hiện nay mà cái giá thành của những chiếc laptop đó nó không độ lên quá cao. Và gần như ở thị trường Việt Nam hiện tại chỉ có mỗi Acer Nitro 5 2021 là đưa đến cho người dùng một cái option cấu hình như thế này mà thôi. Rồi nhắc đến những dòng laptop gaming Acer, và đặc biệt là cái dòng Acer Nitro 5 này, thì không thể không nhắc đến cái hệ thống tản nhiệt CoolBoost và phần mềm Acer Nitro Sense. Đây là cái thứ mà đã làm nên cái tên tuổi của cái dòng Acer Nitro 5 này kể từ cái phiên bản 2019. Và có một điểm mà mình rất là thích ở cái hệ thống tản nhiệt của Acer Nitro 5, đó là cái việc mà quạt của nó đáp ứng tức thời cái hiệu lệnh mà người dùng đưa ra. Chỉ cần chọn cái mức quạt là maximum thì ngay lập tức tốc độ quạt nó sẽ được đẩy lên tối đa. Và cái việc này nó sẽ giúp cái việc tản nhiệt cho cái hệ thống ở bên dưới nó tốt hơn, và cái hiệu năng của máy nó cũng sẽ được boost lên một cách ngay lập tức. Rồi vào cái phiên bản 2021 này thì Acer họ đã nâng cấp thêm cho cái hệ thống tản nhiệt của họ so với phiên bản 2019. Chúng ta sẽ có quạt đôi và cái công nghệ Acer CoolBoost tăng cái tốc độ quạt của chúng ta lên 10%, và từ đó nó sẽ làm mát CPU và GPU hơn 9% so với lại cái chế độ tự động. Trong cái phần mềm Acer Nitro Sense thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mức độ quạt khác nhau và những cái mức tùy chỉnh hiệu năng khác nhau. Nếu mà so sánh với lại cái phiên bản 2019 là chúng ta đã có một cái hệ thống tản nhiệt rất là ngon rồi, thì với cái phiên bản 2021 này mình nghĩ rằng là nó sẽ còn ngon hơn như vậy nữa. Còn về thiết kế của Acer Nitro 5 2021 thì thực sự là nó không có nhiều sự thay đổi so với phiên bản năm ngoái. Vẫn trang trí những cái ốp tản nhiệt rất là hầm hố, rất là mạnh mẽ đó, hay là những cái đường góc cạnh được Acer cắt gọt ở đây. Nhìn vào là chúng ta biết ngay đây là một chiếc laptop gaming. Tổng thể chiếc máy được làm bằng nhựa nhưng mà khá là chắc và cứng. Chúng ta sẽ không có bị flex khi mà chúng ta nhấn vô quá mạnh hay là chúng ta gõ bàn phím. Cá nhân mình thấy rằng là Acer hoàn thiện khá là tốt. Rồi và cái chất liệu nhựa này nó được nhiều anh em đánh giá là nó bền, và qua cái thời gian sử dụng một thời gian rất là dài nó cũng không có bị tả, nó không có bị xuống nhanh. Bàn phím thì cũng được giữ nguyên so với bản năm ngoái và cũng tạo ra một cái cảm hứng cho game thủ khi họ chơi game. Ví dụ như là LED RGB ở 4 vùng, chúng ta có thể tùy chỉnh rất là nhiều cái hiệu ứng thông qua phần mềm Nitro Sense. Và những cái phím trên cái bàn phím này, ví dụ như là phím WASD cũng được họ trang trí khác so với lại phím còn lại, để cho người dùng, cho game thủ chúng ta khi mà chơi game trong cái môi trường tối chúng ta sẽ không bị nhấn nhầm. Rồi và cái touchpad ở dưới thì cũng cho cái kích thước tương tự so với bản năm ngoái, và nó cũng cho khả năng tracking khá là tốt, hỗ trợ Driver Precision Touchpad. Khi mà chúng ta không chơi game thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái touchpad này để chúng ta làm việc những cái công việc văn phòng nhẹ nhàng, lướt web. Rồi về màn hình của Acer Nitro 5 2021 thì sao? Chúng ta sẽ có màn hình là 15.6 inch Full HD, tốc độ làm tươi là 144Hz và tốc độ phản hồi là 30mJ. Thì cái màn hình này là quá đủ để cho chúng ta có thể chơi game với những cái tựa game eSports, tựa game FPS cho đến tựa game 3A đình đám hiện nay. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm một vài cái tựa game. Thì đầu tiên cái tựa game mà mình demo cho anh em là The Division 2. Đây là một cái tựa game 3A
đồ họa rất là đẹp. Tất nhiên là nó rất là nặng. Hiện tại mình đang để cái mức setting là Ultra. Và tất cả những cái gì mà có thể bật được ở cái tựa game này mình đều bật lên hết. Chế độ quạt là auto. Thì anh em thấy là bây giờ mình đang đi ở ngoài đường như thế này, đang không có địch, không có gì hết, thì cái mức FPS sẽ rơi vào khoảng tầm 52-53 FPS. Mức nhiệt độ CPU chỉ rơi vào khoảng là 65 độ và GPU chỉ vào khoảng là 68 độ mà thôi. Đó. Và với cái tựa game này hiện tại á, CPU nó đang ăn vào khoảng 25W và GPU khoảng là 60W. Rồi thì đây là một cái tựa game rất là hay, kể về nước Mỹ sau một cái cơn dịch bệnh. Thì mình sẽ đóng vai là một cái người điệp viên và mình sẽ đi giải cứu nước Mỹ, lấy lại những cái vùng đất mà đã bị chiếm đóng bởi những thế lực khác. Mặc dù là tựa game 2019 nhưng mà đồ họa rất là đẹp. Và thực sự là không nhiều chiếc máy có thể chơi được cái tựa game này ở một cái mức setting là Ultra. Và Acer Nitro 5 đã làm tốt cái việc đó như anh em thấy. Khi mà mình combat á, thì FPS rơi vào khoảng 50, con số ổn định cho cái mức cấu hình này, chúng ta có thể chơi tốt được cái tựa game này đó. Và nhiệt độ anh em có thể thấy là nó cao nhất và chỉ khoảng 70 độ C thôi. Và thực sự là mình rất là bất ngờ với một cái chiếc máy laptop gaming phổ thông chơi một cái tựa game 3A rất là nặng mà cái nhiệt độ của nó chỉ rơi vào khoảng là 70 độ C thôi. Thực sự là rất là bất ngờ luôn. Với những cái chiếc laptop khác mà mình từng trải nghiệm qua á, cấu hình nó mạnh hơn con Nitro 5 này rất là nhiều, thì chơi cái tựa game Division này ở cái mức setting là Ultra, cái nhiệt độ của nó cũng lên tới khoảng là 80 độ C. Nhưng mà thực sự là Nitro 5 đã làm quá tốt về cái vấn đề tản nhiệt này. Tiếp theo sẽ là cái tựa game Shadow và Tomb Raider. Thì đây cũng là một tựa game rất là nặng, mình cũng để cái mức setting là 2. Và bởi vì cái tựa game này nó hỗ trợ tính năng Ray Tracing cũng như là DLSS, cho nên là mình cũng bật luôn cả hai tính năng này lên. Thì bây giờ anh em thấy là mình đang ở một cái khu vực không có combat, rất là yên tĩnh. Nhưng mà anh em thấy là những cái hình ảnh, những cái chi tiết được thể hiện trong game, nó thể hiện rất là tốt thông qua công nghệ Ray Tracing và DLSS. Đó, những cái tia sáng nó rọi qua cái tán lá xuống, anh em thấy là nó rất là chân thật. Cái mức FPS hiện tại á, khoảng 50 FPS, ngang với lại Division 2. Nhưng mà cái tựa game này mình đánh giá là nó nặng hơn Division 2 rất là nhiều. Lúc này á, quạt gió Acer Nitro 5 nó đang kêu to hơn so với lại lúc mà mình chơi Division 2. Đó, mặc dù ở đây là mình chưa vào combat. Và lúc này CPU nó ăn lên tới khoảng 30W và GPU khoảng 75W. Và nhiệt độ khoảng 75 độ C cho CPU và 74 độ C cho GPU. Đây vẫn là một cái mức rất là mát cho một cái tựa game nặng như là Shadow và Tomb Raider như thế này. Rồi và bây giờ mình sẽ đi vào combat để coi là cái mức FPS nó sẽ như thế nào. Thì cái mức FPS nó vẫn giữ ở cái mức là khoảng 50 FPS trung bình. Và nhiệt độ của CPU lẫn GPU thì nó vẫn ở dưới cái mức ngưỡng là 80 độ C. Để có một cái chiếc máy đáp ứng được tựa game này á, ở một cái mức cấu hình cao như thế này á, không có dễ. Đó, và anh em thấy là những cái hình ảnh, những cái chi tiết mà nó được thể hiện trên cái chiếc Acer Nitro 5 này rất là tốt. Và thật sự là mình vẫn chưa thấy được rằng là cái nhiệt độ của CPU và GPU nó nhảy lên 80 độ C. Anh em thấy được cái hiệu quả tản nhiệt của Acer Nitro 5 nó tốt như thế nào đó. Rồi tiếp theo đối với tựa game thứ ba, đó là tựa game Doom Eternal. Thì đây cũng là một tựa game rất là nặng. Và cái mức setting thì mình cũng để ở cái mức 2. Mình sẽ bật DLSS. Và anh em thấy là hiện tại mình mới vô màn thì nhiệt độ của nó, CPU sẽ rơi vào khoảng là 77 độ C. Đó. Và nhiệt độ của GPU sẽ rơi vào khoảng 72 độ C. TDP công suất của CPU lúc này sẽ là 33W, 35W và của GPU là khoảng 65W. Tức là nó cao hơn khá so với lại khi mình chơi The Division cũng như là Shadow Tomb Raider. Còn mức FPS em sẽ thấy là khi mình chưa vào combat thì nó sẽ rơi vào khoảng là 80. Anh em thấy có những lúc nó lên tới 90 mấy FPS luôn. Bây giờ mình sẽ vô mình bắn thử coi như thế nào. Khi mà mình vào combat đông á, thì cái khung hình nó cũng không có bị drop và nhiệt độ nó luôn ổn định. Maximum thì nó có thể lên đến là khoảng 80 độ C, 82 độ C thôi. Tức là một cái tựa game này nó rất nặng và nó rất là hao tài nguyên như anh em thấy. Nhìn chung thì hiện tại là cái hệ thống tản nhiệt của Acer Nitro 5 nó vẫn làm tốt cái công việc của nó. Tức là anh em thấy là cái nhiệt độ của nó vẫn ở trong cái mức chấp nhận được. Với một chiếc laptop gaming phổ thông mà cho cái mức nhiệt độ và cái mức hiệu năng như thế này là thực sự là rất là đáng nể. Mình ít thấy có một cái chiếc laptop gaming nào trong cái tầm giá này mà cho cái mức nhiệt độ ổn định như vậy, khoảng 70-75 độ C, rất là mát. Mà thực sự là khi mà mình chơi game mà ngay tại thời điểm hiện tại nè, khi mà mình đặt tay lên cái bàn phím này thì nó không hề nóng. Nhiệt lượng nó tỏa ra ở cái khu vực này nó không có quá nhiều và mình không hề khó chịu, không có cảm giác khó chịu. Hoàn toàn có thể trải nghiệm được tựa game Doom Eternal này.
Và thực sự là với một cái chiếc laptop gaming phổ thông trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng đổi lại thì Acer Nitro 5 đang làm mình rất là hài lòng. Tiếp theo sẽ là cái tựa game Naraka mà anh em game thủ đang rất là chú ý thời gian gần đây ở trên Steam. Thì đây là một cái tựa game sinh tồn giống như là PUBG nhưng mà chúng ta sẽ chơi theo cái phong cách là kiếm hiệp. Thì mình để cái mức setting Ultra đó, và mình bật luôn cả DLSS lên thì anh em thấy là hiện tại ở trên màn hình cái chỉ số FPS của mình nó đang rơi vào khoảng là 60 cho tới là 65 FPS. Và nhiệt độ thì anh em thấy là nó cũng ở cái mức là 75 độ C cho CPU và 71 độ C cho GPU. Cái mức công suất 40W cho CPU, khoảng 60W cho GPU. Thì ra một cái tựa game nó không nặng lắm, nó không đòi hỏi những cấu hình quá là khủng, cho nên là cái chiếc máy như là Acer Nitro 5 này nó vẫn đáp ứng rất là tốt. Và cái mức khung hình này là đủ để chúng ta có thể trải nghiệm cái tựa game này một cách mượt mà. Thì đây là một cái tựa game rất là mới, nó mới ra mắt trên Steam thôi và nó đang nằm trong top best seller của Steam và nó đang được rất là nhiều người chơi bởi vì cái lối chơi rất là độc đáo. Bây giờ mình sẽ đi vào combat để cho anh em xem là hiệu năng và cái hiệu quả nó thể hiện ra sao. Khi mà mình combat, tốc độ FPS không chênh lệch khoảng là 65 tới 70 FPS và cái tình trạng mà drop khung hình nó cũng không xảy ra với cái chiếc máy này. Và cái chiếc máy Acer Nitro 5 này nó được thể hiện cái đồ họa của cái game này nó cũng rất là tốt. Và rõ ràng là nếu mà những anh em mà mua chiếc máy này về để chơi những cái tựa game online như thế này á thì hoàn toàn có thể chơi tốt. Rồi và qua những cái tựa game mà mình vừa chia sẻ với anh em mình vừa chơi cũng như là những cái gì mà đã nói với anh em trước đó thì Acer Nitro 5 2021 này vẫn sẽ là một chiếc laptop gaming đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game tốt. Và tổng thể nó tốt từ màn hình, nó tốt từ thiết kế bàn phím và hiệu năng, và đặc biệt là cái đóng tản nhiệt của Acer. Họ vẫn là một trong những chiếc laptop gaming phổ thông có cái hệ thống tản nhiệt tốt nhất hiện tại. Mình nghĩ rằng là trong cái tầm giá khoảng 30 triệu đồng cho cái phiên bản cấu hình mình đang có ở đây thì Acer Nitro 5 2021 sẽ là một cái sự lựa chọn mà rất là đáng cân nhắc và nó sẽ mang cái tính cạnh tranh rất là cao trong cái thị trường laptop gaming chính hãng ở Việt Nam hiện tại. Anh em cũng đừng quên rằng là khi mà anh em mua những cái chiếc laptop gaming của Acer thì anh em sẽ được hưởng cái chế độ bảo hành là 3S1. Thì cái chế độ bảo hành 3S1 là cái chế độ bảo hành trong vòng 72 tiếng. Nếu như mà trong vòng 72 tiếng đó mà chiếc máy của anh em vẫn chưa được sửa xong thì Acer sẽ đổi cho anh em ngay một cái chiếc máy khác và chúng ta sẽ không cần phải những cái thủ tục quá rườm rà. Và cái chế độ bảo hành 3S1 này chúng ta sẽ bảo hành luôn cả những cái ngày nghỉ hay là thứ bảy chủ nhật đó, và chúng ta sẽ rất là yên tâm cho cái việc là sử dụng máy. Còn ngoài ra từ nay cho đến ngày 31 tháng 10, khi mà anh em mua những chiếc laptop của Acer thì anh em sẽ được cộng thêm 1 năm bảo hành nữa, vậy là chúng ta sẽ có 2 năm bảo hành kết hợp với chế độ bảo hành 3S1. Thì mình nghĩ rằng là anh em có thể sử dụng chiếc máy này tẹt ga mà không cần phải lo về cái chế độ bảo hành cũng như là về những cái hỏng hóc của máy. Rồi nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Gia Huy đến từ mạng xã hội Tinh Tế.vn. Hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.